Yo, hello anh em, hi hi. Chào mừng anh quay trở lại với series video tìm rương hiếm của mình. Mình đang rất nghiêm túc đây, hello anh em. Mình có nghe anh em nói về cái rương hiếm ở dưới cây anh đào thần. Thì cái rương này nó mới được thêm vào trong phiên bản Genshin Impact 2.4. Địa điểm chứa cái rương đó thì chính là bên dưới cái cửa sập này, nơi mà anh em đã luôn thắc mắc là làm sao để đi xuống. Ngay từ khi nó xuất hiện trong phiên bản Genshin Impact 2.0 hay là update Yazuma. Để lấy được cái rương hiếm ở trong này thì có hai cách. Cách 1 là anh em sử dụng bug để leo vào. Cách thứ hai là anh em làm nhiệm vụ ẩn liên tục trong vòng 4 đến 5 ngày thì anh em sẽ lấy được nó. Hiện tại thì mình mới làm được đến ngày đầu tiên thôi anh em. Cái này thì anh em chắc chơi Genshin Impact đã rất quen thuộc rồi, đó là nhiệm vụ theo kiểu time gate. Tức là làm một ngày thì ngày hôm sau đợi server reset lúc 3 giờ sáng mới có thể làm tiếp được. Rất là khó chịu và rất ghét cái thể loại nhiệm vụ này luôn anh em. Sau khi tìm hiểu thêm thì mình thấy rằng là cái nhiệm vụ về cái rương hiếm này thì các kênh nước ngoài đăng rất là nhiều rồi, đăng 1-2 hôm trước. Còn kênh tiếng Việt, kênh lớn thì hình như là chưa có ai đăng. Chính vì thế là mình đã quyết định vẫn làm cái video này để chỉ anh em. Mình muốn thông tin đến anh em sớm để anh em làm sớm xong sớm, ok nha. Ok, đầu tiên là về cách kích hoạt nhiệm vụ thì anh em hãy đến điểm đánh dấu. Cách gần nhất là dịch chuyển đến đền Narukami. Anh em chạy theo video nha. Ở đây thì chạy một tí anh em nhìn thấy xuống dưới anh em sẽ thấy cái địa điểm nó rất rõ ràng thôi. Đó, mấy cục đá đó. Ở đó thì có mấy và tôi nó đang canh một cái lều. Thì trước giờ nó vẫn đứng ở đấy thôi, nhưng mà bây giờ thì nó có thêm một miếng giấy ở trong một cái lán. Khi tiêu diệt xong thì anh em thấy cái ghi chép cũ nát ở đây này, em phải đọc nó nha, đọc nó để Paimon nó kích hoạt một cái dòng, đó là chúng ta hãy đến đền Narukami giải quẻ và lấy ở trong này được một cái quẻ. Sau đó thì anh em hãy dịch chuyển đến đền Narukami và đến cái chỗ rút quẻ đấy. Mình thấy nhiều anh em xài make rút quẻ này roll nhưng mà thế toàn lệch không à. Ok, bây giờ anh em hãy chạy theo video đến cái đoạn NPC đứng ở đây. Thì đầu tiên là mình cứ phải rút quẻ trước đã, lấy hộp quẻ ngự thần rút trước. Còn nói chuyện thì nó sẽ không hiển thị cái gì đâu, anh em phải rút trước nha. Sau khi rút xong thì nói chuyện với NPC để giải quẻ thì nó sẽ hiện ra một cái tùy chọn, đó là anh em có thể đưa cho một cái quẻ mà không phải là cái mình vừa rút đâu. Đó, nó là cái đêm khuya mịt mờ á, anh em giao cái thẻ chúc này ra thì nó sẽ kích hoạt cái nhiệm vụ ở đây. Nó ẩn nhưng mà vẫn là kích hoạt. Ở lúc này thì NPC sẽ đưa cho anh em một cái bức hình như thế này và nó sẽ đưa anh em vài bước nữa. Đây là bước của ngày đầu tiên. Ok, vị trí của cái bức tranh này. À, anh em có thể mở cái thùng đồ ra để xem lại cái vị trí bức hình nữa anh em muốn tự tìm. Ok. Ở mỗi cái vị trí này đều có những con quái vật mà anh em cần phải tiêu diệt. Đầu tiên là ở thành Inazuma, anh em hãy dịch chuyển về thành Inazuma, chạy sang bên trái, nhảy xuống dưới đây là anh em sẽ đến ngay thôi. Khi mà đến gần những cái địa điểm như thế này thì anh em sẽ thấy là những cái con quái mà mình cần phải tiêu diệt ấy, nó sẽ có cái tên, bảng tên rất là nổi bật, giống như tên của boss vậy. Nghe thì có vẻ ngầu lòi như thế thôi nhưng thực ra chúng nó khá là yếu. Đây, đầu tiên là thằng kiếm lửa này. Nói chung là khi anh em bay đến đúng địa điểm thì anh em sẽ thấy có quái vật đứng ở đấy thôi. Và để ý tên của nó, bảng tên là đúng con cần phải thịt nha. Mình xin được nhắc lại và nhấn mạnh rằng đây là cái nhiệm vụ time gate, tức là theo ngày. Ngày hôm nay anh em làm xong rồi, anh em phải đợi đến 3 giờ sáng ra vừa nó reset thì mới có thể làm tiếp, chứ không phải là ngày trong game nha. Anh em để ý là có cái dòng thông báo của Paimon ấy là chúng ta đã làm xong nhiệm vụ ở đây rồi, tức là nhiệm vụ ở đây đã xong rồi nha. Ok, vì mình chưa làm đến ngày thứ hai ấy, cho nên là mình chỉ có thể chỉ anh em những cái vị trí thôi, còn là quái và các cái kích hoạt thì nó không có. Đầu tiên lấy được bức ảnh của ngày thứ hai này. Bức ảnh này nó sẽ chỉ anh em đến một cái địa điểm, đó chính là gần doanh trại Kuzo. Anh em hãy chạy theo video nha. Khi đến gần thì anh em sẽ thấy có một cái bãi quái, nó có mấy con samurai đứng ở đây, nhưng thực ra đây không phải là mấy con đang cần tìm đâu. Con cần tìm ấy là nó đứng ở bên phía bên kia và nó sẽ có mặc một cái bộ giáp màu tím. Tên của nó thì cũng có bảng tên nha anh em. Nói chung ngày thứ hai anh em đến thì anh em sẽ thấy thôi. Đấy là địa điểm thứ hai nha. Ok, ngày thứ ba thì cũng tương tự như ngày thứ hai, đây chính là bức ảnh của ngày thứ ba. Đầu tiên là anh em hãy dịch chuyển đến cái thành Inazuma, nhưng mà thay vì chạy sang bên trái thì anh em sẽ chạy sang bên phải. Ở bên phải thì anh em chạy xuống đây, đó chính là cái hàng kiếm mấy con đột phá cho Ito đấy, mấy con bọ ấy. Khi chạy xuống đây thì anh em sẽ chạy ra cái địa điểm giống như mình đang đứng trong video này. Đó, anh em có thấy cái phá nước ở trước mặt không? Thì ở cái địa điểm này anh em cần phải đổi thời gian là từ 0 giờ đêm cho đến trước 6 giờ sáng. Tức là cái khoảng 1/4 này mình đang chỉ chuột đấy, đó anh em thấy không? Đó. Khi anh em chỉnh xong ấy, mà nếu như là tiến độ nhiệm vụ của anh em đúng ngày thứ ba thì ở trên cái đoạn mình đang khoanh đỏ này nó sẽ xuất hiện những con quái vật mà anh em cần phải tiêu diệt.
Và đến đó thì anh em đã hoàn thành cái nhiệm vụ của ngày thứ ba rồi nha. Ok, đây là bức ảnh của ngày thứ tư. Ngày thứ tư thì anh em hãy dịch chuyển đến hầm mỏ. Và đến cái địa điểm hầm mỏ này thì anh em hãy chạy theo video. Ở đây nó sẽ có mấy con quái, nó đang canh một cái bếp lửa. Cái mình cần lấy là cái một cái đống vàng ở bên cạnh đống lửa này. Khi anh em làm nhiệm vụ thì anh em sẽ rất quen thuộc với nó rồi. Thì thế bọn quái này cho nó tiện. Sau đó thì anh em hãy dịch chuyển đến cái dungeon ở ngay phía trên này thôi. Ở đó thì anh em hãy chạy theo video. Anh em nhìn xuống cái vực này, anh em sẽ thấy ở bên cạnh một cái tảng đá có một con samurai nó đang ngồi đấy. Và con đó cũng có bảng tên, anh em cần phải tiêu diệt nó là sẽ xong cái nhiệm vụ của ngày thứ tư. Ok, cái phần kết này thì có thể là ngay sau ngày thứ tư. Điều này mình chưa rõ lắm, mình mới xem trên wiki. Cho nên là đoạn này anh em nếu như làm xong ngày thứ tư ấy thì anh em hãy quay trở về đền Narukami, chỗ bói quẻ ấy, anh em thử gặp NPC xem. Nếu như có NPC ở đó thì tức là anh em phải đợi sang ngày thứ năm. Còn trong trường hợp thứ hai là nếu như không có NPC đang đứng ở đấy ấy, thì nó chỗ NPC đang đứng nó sẽ có một cái đốm vàng giống như cái nhiệm vụ mà anh em vẫn thường làm ấy. Thì lúc này anh em sẽ dẫn đến cái phần kết nha. Ok, bây giờ ấy, nếu như trong trường hợp là anh em đã thấy NPC biến mất và có một cái đốm vàng, sau khi anh em nhặt cái đốm vàng lên thì nó sẽ dẫn đến phần kết. Phần kết thì anh em hãy dịch chuyển đến cái dungeon như trên hình video đây. Sau đó anh em hãy chạy sang bên phải nha, ở chỗ ăn cơm chó đấy, chỗ hai con Fatui ấy. Ở đây có cái cầu gãy này thì anh em hãy chạy từ bên này sang bên kia cái cầu. Ở đây anh em sẽ thấy một cái đốm vàng ở ngay chỗ lôi thần đang đứng. Khi anh em nhặt cái đốm vàng đấy thì nó sẽ nhảy ra cái chuyển cảnh. Và lúc này thì anh em hãy theo dõi xem cái chuyển cảnh đấy nó sẽ dẫn đến đâu nhé. Bởi vì là mình cũng chưa làm nên là cũng có cái hay để anh em có thể tự khám phá được. Sau cái đoạn chuyển cảnh đấy, nói chuyện với NPC, anh em sẽ khám phá được cái cốt truyện của cái nhiệm vụ này, cực kỳ thú vị. Và lúc này thì anh em sẽ có thể lấy được cái gương hiếm. Có một cái phần nữa đó là kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Sau khi anh em lấy xong cái gương hiếm, nói chung là sau khi anh em xem xong cái chuyển cảnh ấy và nói chuyện với NPC, thì anh em hãy quay trở về Inazuma. Sau đó anh em hãy chỉnh thời gian về khoảng tầm hơn 6 giờ sáng một chút. Và sau đó anh em đi bộ ở cái phố này một đoạn ngắn thôi, thì nó sẽ nhảy ra một cái nhiệm vụ. Lúc này thì anh em có thể nói chuyện với NPC. Và trong phần thưởng nhiệm vụ thì nó ghi là 40 nguyên thạch. Đây, tất cả trong video này là toàn những content mà mình chưa trải nghiệm thôi, mình mới chỉ đọc ở trên wiki thôi. Cho nên anh em hãy thử làm xem, hãy cùng trải nghiệm xem có điều gì thú vị không nha. Nếu anh em tìm thấy điều gì hay ho hấp dẫn thì hãy để lại bình luận. Mình xin nhắn nhỏ lại là đây là nhiệm vụ tham gate, tức là anh em nếu như đang làm nhiệm vụ ấy mà đến địa điểm không thấy thì anh em cần phải đợi sang ngày hôm sau, hoặc là anh em phải kiểm tra lại xem mình đang ở tiến độ ở ngày nào bằng cách kiểm tra cái quẻ, cái thẻ xem là mình đang ở bức tranh nào nha. Ok, bye bye anh em.